Rồi, ok, hello mọi người. Trước khi vào việc chính thì cho phép mình giới thiệu chút xíu ha. Đây là một góc ở một quán cà phê sân vườn, có trưng bày các cái sản phẩm của mình. Nó tạo thành một cái điểm check-in sống ảo cho khách. Rồi, ok, vào việc luôn ha. Đây là một cái chậu xi măng nhẹ. Thì làm cách nào để kiểm tra xem nó có bị những cái vết nứt mà mắt thường không nhận ra? Rồi, lấy một ít nước, sau đó mình sẽ tưới đều lên trên thành chậu, xem thử tiếp theo chuyện gì nó sẽ xảy ra nha. Đó, tưới đều hết tất cả các mặt luôn. Rồi đó, mọi người thấy cái gì chưa? Hiện nguyên hình rồi kìa. Đây đây, rõ hơn nè, một vết nứt rất nhỏ, nó sẽ bị thấm nước ngay lập tức. Rồi sang mặt bên kia cũng vậy, tưới đều lên. Đó, 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 xuất hiện rồi kìa. Một cái vết thấm nước dọc. Đó, cỡ này thì mắt thường của mình không thể nào nhìn thấy được đâu. Khi có nước vào thì nó mới hiện ra như vậy. Đây, cái chậu này chứng tỏ cái chậu này nó đã bị lỗi rồi. Rồi, cái này loại ra, không bán, để giữ nó lại để trồng rau. Rồi, đến với một cái chậu khác ha. Đây, một cái chậu chất lượng tốt thì khi tưới nước lên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người có thể dùng cái bình tưới cây cũng cho kết quả tương tự nha. Đó, khi mình đi mua chậu thì mình kiểm tra bằng cách này thì sẽ đảm bảo là mình sẽ chọn được một cái chậu có chất lượng tốt ha mọi người ha. Rồi, vết nứt đó là một cái lỗi rất là phổ biến, rất thường hay gặp trên chậu xi măng nhẹ. Hy vọng là sau video này sẽ giúp mọi người tìm được cho mình những chiếc chậu xi măng nhẹ thật là ưng ý nha. Cảm ơn mọi người đã rảnh rỗi xem đến phút này. Ok, bye bye mọi người.